Wow, trong cái thùng giấy này có rất là nhiều những cái xe các bạn. Wow, quá trời xe MC Queen luôn này. Wow, cả MC Queen, Lightning và Dinoco cũng ở trong này luôn nha. Wow. Wow, hello hello, hôm nay chúng ta lại tìm những chiếc xe MC Queen thôi. Wow, nhìn này, gần như có một chiếc xe MC Queen. Wow, MC Queen màu cam Orin rất là đẹp luôn các bạn. Quá dữ luôn. Wow. Wow, với những gốc cây này có những cái xe này các bạn. Wow. Một cái mini car. À, mini car đang nằm trên một cái cây các bạn. Wow. Hotel Mater. Quá dữ các bạn. Và đây là cái xe màu đỏ red car. Wow. Wow, dưới này có những cái xe khác các bạn đang nằm lăn ngửa luôn rồi này. Wow, sweep. Storm. À, xe giao hàng Ifrit. Wow, hình như là đây là MC Queen Lightning. Wow, bên kia là cái xe gì ta? À, xe này không biết tên các bạn, mình không biết tên của xe này nha. Wow, 4 5 chiếc xe luôn. Ồ. Wow. Wow. Khá là nặng rồi các bạn. Wow. Trên bụi cây này có những cái xe màu cam cũ này các bạn, Dinoco. Wow, xe đua khủng long. Và đây là cái xe gì đây? Xe màu tím các bạn. Wow. Wow, kia rồi, quá trời xe luôn các bạn. Trời ơi, quá trời xe luôn. Tao Mater. Hai chiếc Tao Mater luôn các bạn. À, xe số 1000 và cái xe màu xanh nữa các bạn. Yellow car. Quá trời hello các bạn nha. Wow, MC Queen khổng lồ các bạn, quá to nè. Wow, to cực kỳ. Ồ, mình sẽ bắt nó đi nha. Quá to luôn kìa. Wow. Pfizer 911 99 111. Ha ha. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Wow. Wow, trong này có rất là nhiều xe luôn các bạn. Quá trời xe luôn. Dinoco Red Car. À. Ủa, đang nằm trong cái thùng giấy này các bạn. Super Racing Car MC Queen Lightning. Wow, San Francisco. Oh, Dinoco. Wow. Này là cái xe gì đây? À, xe này xe làm kem Irim Car. Wow. Wow, này còn gì nữa đây? Storm và cái xích xe Wolfie. Quá trời xe luôn, mình đã tìm kiếm được rất là nhiều cái xe MG Queen luôn nha các bạn. Bye bye.